Wow, một bầu trời đầy sao và chúng ta đang thấy được là những ánh đèn flash đang được tạo ra ở nhà thi đấu tại Paris và sẵn sàng dành cho sự xuất hiện của cả hai đội tuyển để khởi đầu cho vòng loại trực tiếp Weibo Gaming và Li-Ning. Slogan của chúng ta là Make Them Believe, nhưng mà cái cảnh cuối trong cái teaser vừa rồi tôi thấy là hai đội đang chuẩn bị Make Them Hurt. Đánh nhau tới nơi. Theo thông tin tôi tìm hiểu được thì đây là Adidas Arena với sức chứa lên đến 8.000 chỗ. Nếu mà tổ chức các sự kiện về thể thao, nếu mà tổ chức các sự kiện theo kiểu concert thì sẽ lên đến con số là 9.000 chỗ. Và đây là đường trên của Lý Ninh, đấy là Zika. Vẫn là một người trẻ, kinh nghiệm thi đấu ở thế giới không phải là quá nhiều, nhưng mà anh ta đang cho thấy sự tiến bộ của mình qua từng ván đấu. Và bây giờ thể thức từng người đi ra một bắt tay fan cái đường hầm nó bé hơn, đã có những cái sự thay đổi rồi, nhà thi đấu thay đổi, có cái workout mới luôn. Vừa rồi là Weiwei, bây giờ thì là Scout. Chắc là đi theo kiểu bóng đá. Cái vé ở cái sàn này lên đến 90 ơ cho một vé mà không cho sờ tay tuyển thủ thì chắc là không ai muốn mua. Nhưng mà phải gọi là tranh thủ đứng sát sát thì mới được. Đúng rồi. Wow. Ủa, nhiều khi là đến trận T1 của tôi. Tôi đang định nói luôn á. Về là không dám rửa tay luôn. Mai mốt mà gửi CV xin việc nói là tôi đã từng được nắm tay Faker. Ui, chết được. Mà anh định CV gì mà cho câu đấy vào? Không anh, ngạo nghễ mà. Đi nó bàn phím chẳng hạn, chân thập ngũ. Tách nước bổ cam. Tách nước bổ cam với các đội tuyển. Và tiếp theo sẽ là sự xuất hiện của các tuyển thủ đến từ Weibo Gaming. Em thở. Thực ra là đây là tên của anh ta là Brit hay Brett? Brit đúng không? Thêm có chữ E đằng sau cuối là đúng không? Không có E đúng không? Thở. Tại vì cũng không nhớ lắm, cũng không nhớ rõ lắm nữa. Thứ nhất là gọi là hơi thở hay là thở hay hoạt động danh từ khác nhau. Ta rằng thường thì nội tại của Brit ở thường mới vòng lại trực tiếp mình phải chốc là tắc thở, là khó thở đấy. Tôi cũng nhớ cái thời kỳ của Victory Five, một cái đội hình gần như là cái lineup hủy diệt với đường trên Brit, đường Kasa, đường giữa Rookie, cặp đôi đường dưới là Fotic với lại BB God. Họ đánh một mạch 16 trận thắng vào playoff vô thắng. Quay đừng nhắc đến chuỗi đau thương này. Tôi là một người ủng hộ cho Rookie và tôi vẫn nhớ rõ gương mặt này. Thực là Brit thì đấy, chúng tôi đã nói Brit được luôn luôn được so sánh với Bin. Cái style thi đấu của hai người này là tương đối giống nhau. Khả năng carry là rất là tốt, nhưng mà cũng sẽ có những tình huống hơi hùng quá và dẫn đến những sai sót. Trong khi đó người đi ra cuối cùng vừa rồi là Creep thì thực ra là đã có từng vô địch thế giới rồi với Fanclub Phoenix, và anh ta cũng trùng hợp thay hôm nay chúng ta có một cái cosplay Alista, thì Creep cũng đã từng là lên MVP của Final LPL với con Alista trong tay của anh ta, nhưng mà Fanclub Phoenix lên ngôi vô địch. Rồi, sân khấu đang lên đèn, cả hai đội tuyển nó đang vào kiểu bắt đầu tech check, tôi thấy thậm chí là hai caster của chúng tôi còn đang định giả lập cấm và chọn làm phút viên online dùng cho hai đội này luôn. Dạo gần đây có cái web raster.gg để làm huấn luyện viên online, tôi nghĩ là các bạn cũng đã chơi khá là nhiều rồi. Thì hôm nay tôi với Hành Khải sẽ làm một cái lobby. Đấy, là hai đội cấm chọn thế nào thì chúng tôi sẽ cho vào đấy. Đúng rồi. Đúng theo thứ tự luôn. Để cho tôi gọi là dự đoán, siêu máy tính dự đoán xem là bên nào Van Vick hay hơn. Đấy, cho các bạn không phải nói là bị Van Vick các thứ. Đó, bây giờ chúng ta cho lên siêu máy tính hết. AI sẽ là người quyết định xem là đội nào đội hình đẹp hơn. Còn đến lúc vận hành thì... Nhưng đó là trên lý thuyết thôi đúng không? Đúng rồi, nó trên lý thuyết thôi. Đến lúc vận hành thì... Cứ hơi phải thắng lý thuyết đúng không? Mà hình như nãy tôi nhớ nhầm lý thuyết rồi anh em ạ. Không, tại vì lúc đấy thì mình khen đội nào ấy thì mình có lý do là AI khen. AI bảo nó thắng, nên là mình khen đội hình đấy thôi. Thế là sau đấy thì các bạn sẽ nói mình, ủa đội hình này cũng khen. Và xin mời các bạn hãy đến ngay với cấm và chọn được tài trợ bởi HyperX và Omen. Và chúng ta đến với cấm và chọn khi Weibo xuất hiện ở bên phía đội xanh, còn Li-Ning thì là đội đỏ. Ngay lập tức là Rumble cùng với cả Yone đã bị loại đi bởi hai đội tuyển. Và tôi thấy là hai con tướng này đã được anh Hải Dương điền vào trong cái đó rồi. Không, tôi vừa bị disconnect nên tôi sử dụng tốt lắm những con tướng như là Yone Hara đâu. Vì với Sao thì anh ta chơi những con tướng có khả năng lướt này là hơi nguy hiểm.
Tôi đang gặp vấn đề về lobby nên là tôi sẽ là người lobby để anh Khải vào lại vậy. Đâu? Ồ nhưng mà như ờ tôi nhớ ra rồi. Tôi xin lỗi các bạn trước rồi, hồi nãy tôi nhớ nhầm. Đường trên của Victor Khải ngày xưa là Rick. Và Brit thì thi đấu trong màu áo của BOG với lại NRG. Nhưng mà chúng ta đến với vị tướng cuối cùng mà Leaning loại bỏ đi là Ezreal. Và khi mà bây giờ lộ ra Skarner thì chắc chắn sẽ được chọn bởi Thắc Răng mà thôi. Bên phía bên kia vẫn còn hơi đáng tiếc là bên phía của Leaning họ trực tiếp loại đi Yone luôn. Còn nếu không thì họ sẽ trống ra bộ đôi là Sejuani và Yone ở lượt chọn này. Để xem thử là chọn gì đây. Để tôi là đội 1 đúng không nhỉ? Để tôi phải ban trước. Họ là Redicton luôn à? Vẫn còn... Wow. Không biết là dịch lá cao thực sự là lock luôn không? Khi mà cũng không cấm nhiều lắm những vị tướng đường trên ở trong phase 1 đến từ bên phía của Leaning. Nhưng mà họ lại quyết định là lấy luôn đường... À không, swap sang là Ari. Thực sự chọn an toàn hơn. Còn Zika sẽ chốt vào tôn tướng nào đây? Với những người mà hay chơi Raptor giống GG ở thời điểm hiện tại thì bọn tôi rất là thích khóa vào Kalista ở phase này. Auto win cánh dưới đúng không? Đúng rồi, Kalista rất mạnh. Nhưng mà bị là siêu máy tính không có tính tới cái giai đoạn đó là đổi đường. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Anh bích mấy con tướng mạnh cái đổi đường cái là ngọng luôn. Đúng vậy, thế nên là thôi tôi cứ pick. Thế nên chúng ta mới có cái gọi là lý thuyết thôi, vận hành nó sẽ khác nhau. Chứ kể tới là tướng có tuyển thủ nữa. Con người tạo ra máy móc. Đó, chính xác là như vậy. Cho nên là chúng ta vẫn xếp trên máy móc một chút xíu, nghe cho nó hấp dẫn. Bên phía bên này thì Weibo Gaming họ quyết định là chọn Ashe. Và nếu như chọn Ashe như thế này tôi nghĩ Gala cũng không dám bích Kalista để đi chung đường đâu. Tại vì cặp đôi Ashe mà kết hợp với cả một con tướng khác ví dụ như Braum thì khả năng laning sẽ khá là khỏe. Chọn gì đây? Để xem nào, nếu như bây giờ lấy Braum luôn thì thực ra là cũng... Thôi để bước sau. Cứ là nó không quá là lộ một cái bài gì đó cả. Vì thực ra bên kia có Ari, có Renekton thì bạn lấy Braum cũng được. Nó sẽ đảm bảo cho Ashe đứng tuyến sau một cách an toàn hơn. Nhưng mà lấy trước Orianna luôn cũng được. Và tạo ra được cái... nó khiến cho bên phía của Linh sẽ cân nhắc với những cái lượt cấm về hỗ trợ trong phase 2. Thì đối phương cũng đã lộ được giữa rồi, phải lấy được giữa luôn cũng ok. Còn với bên phía Leaning thì sao đây? Đang có một loạt những vị tướng khác nhau được nhắc và tới và đó là con Nocturne bắt cặp với Ari. Cặp đôi siêu mạnh của hai anh đấy đúng không? Ghê đấy. Rõ ràng là thế rồi, bởi vì bây giờ nhá, các bạn nhìn thấy những con như kiểu là Yone Aurora bị cấm ý, thì nó sẽ tạo thành một cái thế để đánh Skarner tương đối tốt. Và khi mà đã có Skarner rồi thì con Nocturne sẽ là một cái lựa chọn để bạn có thể khắc chế lại được. Bởi vì khi mà bạn bị tắt đèn thì bạn rất là khó để thi triển cái giam cầm của mình. Cũng như là những tình huống lái xe bạn sẽ bị giảm đi cái độ chính xác. Nhưng mà cái lựa chọn Nocturne này tôi thấy cái nửa trên của Leaning đang hơi an toàn quá. Không có những cái chất tướng gọi là đột phá và có thể tạo được nhiều bất ngờ. Nhưng bên phía Leaning đang có được một cái bộ ba cánh trên đánh theo kiểu là 2-2 hay là 3-3 đánh cực kỳ khỏe nhá. Đặc biệt là ở trong giai đoạn về sau khi mà hai bên dần dần triển khai chiến thuật ở hai bên hành lang, hai bên đường cánh á, thì cái khả năng tác động đến từ Nocturne và Ari sẽ là cực kỳ hiệu quả. Để xem là cặp đôi Weiwei và Scout ở trong ván 1 này họ sẽ đánh theo nhau, đánh cùng nhau theo kiểu như thế nào để có thể áp lực vào những vị tướng bên phía kia. Orianna đi cánh không phải là quá khỏe, tương tự là câu chuyện đến từ Ashe. Để xem bên phía Weibo Gaming sẽ lắp thêm những quân bài nào. Và họ loại bỏ luôn cả Jack. Có nghĩa là bây giờ bên phía của Linh đang muốn ép cho Weibo Gaming họ phải đánh một kèo nào đó sáp lá cà với lại con cá sấu này luôn, chứ không cho phép những kèo ôm. Nhưng chúng ta nhìn ra thì vẫn còn lộ đó là Cassante. Đồng ý là vẫn hơi khó khăn khi đối đầu với cả Rietong. Cassante tôi thấy là có mỗi pin là đánh trên kèo được so với Rietong mà thôi. Còn hơi khó tìm ra top laner thời điểm hiện tại mà đánh kèo đấu này thực sự vượt trội hơn Rietong bên phía kia trong giai đoạn laning. Gì đây? Jin trong tay của Gala trong cái lượt cấm. Chính xác là phase lựa chọn thứ hai này. Khi mà loại bỏ đi Jax cùng với cả Braum, đó vị tướng Braum mà anh Thiên đã đề cập tới đã bị loại bỏ đi rồi. Thực sự lựa chọn cũng rất khỏe khi mà phải đối đầu với một đội hình lao vào nhiều. Nhưng mà cấm dứt có thực sự là hợp lý từ Weibo nhỉ? Tại vì bên phía bên kia đang thực sự thiếu một sát thương vật lý duy trì. Nhưng mà tôi nghĩ là họ muốn giảm đi cái khả năng hoạt động của một xạ thủ bên phía bên kia và ép cho đối phương lấy Jin ấy. Bởi vì bên này có Ashe thì thực ra là Ashe đối đầu với Jin tương đối là dễ, bạn có thể bắn đại băng tiễn để bạn có thể cancel đi cái sân khấu của xạ thủ bên phía bên kia.
Và cái việc mà cấm được con Zeke này nó sẽ giúp cho cái thế đẩy đường của con Ash này tốt hơn. Jin thì với giao điện thì bạn mới đẩy ngược trở lại được, chứ còn Zeke thì chỉ cần cái bí trượng thôi đã đẩy đường mạnh lắm rồi. Cấm đi Braum thì bây giờ còn cũng khá là nhiều hỗ trợ. Quyết định là sẽ đánh một đội hình mở và giao tranh rất đẹp nha. Đây là một đội hình giao tranh tổng gần như tuyệt đẹp luôn, khả năng phòng ngự vẫn có. Với Rakan vẫn có thể hỗ trợ xạ thủ của mình, và thậm chí là Skarner với cái động tác Isto, anh ta vẫn có thể cancel được những tình huống lao vào đến từ đối phương. Bên phía bên kia, sự lựa chọn cuối cùng nãy giờ tôi đang thấy là họ nhá rất nhiều cả hỗ trợ công và cả hỗ trợ thủ. Bây giờ quyết định là Hang sẽ chọn con Rail ở vị trí này. Hai bên đều có những đội hình lao vào và giao tranh rất là khỏe. Tuy nhiên tôi nhìn thấy là đội Weibo họ có một cái đội hình Wombo Combo đẹp hơn trong những giao tranh 5v5. Còn ngược lại Leaning thì đánh 2v2 hoặc là 3v3 khỏe hơn. Một để xem nào. Tôi đang nhận thấy kết quả siêu máy tính. Bên nào thắng anh Dương? Siêu máy tính dự đoán là Weibo Banrix đẹp hơn. Đó, còn tôi thì không tin lắm thì con người vẫn tạo ra máy tính. Tôi vẫn tin tưởng vào cái đội hình đến từ bên phía của Lý Ninh. Nếu như họ làm tốt trong trận đầu tiên với bộ ba cánh trên, họ có thể là lăn cỏ cầu tiết để có thể. Nhưng mà lần này tôi tin siêu máy tính. tôi vừa đánh giá được hình Weibo rất là khỏe trong thời điểm hiện tại. Đó, và như vậy. Tôi nhận được thông tin đó từ siêu máy tính cũng như vậy, có nghĩa là ok. Rất hợp lý khi mà cả AI và cả con người đều đang có chung một ý tưởng. Và để xem thử là bây giờ chiến lược thầy Danny vẽ ra rồi, không biết là các thanh niên Weibo sẽ làm như nào. Chúng ta đến ngay với bàn bình luận của chúng ta. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với trận đấu tứ kết đầu tiên của vòng đấu chung kết thế giới 2024. Chúng ta đang chuẩn bị bước vào bảng thi đấu đầu giữa Weibo Gaming và LNG. Một cái ván đấu mà đội hình cả hai bên đưa ra với rất nhiều pha tranh tổng có khả năng diễn ra. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị đến ván đầu tiên của đầu nội chiến LPL khi hạt giống số 3 đối đầu với hạt giống số 4. Cả hai đã sẵn sàng với những sự lựa chọn vô cùng thú vị. Một bên sẽ hướng đến một ván thi đấu tương đối dài hơi, bên còn lại thì sẽ hướng vào giai đoạn đầu và giữa ván thi đấu dựa trên một đội hình có Rĩa Tông, có Wavey và cùng bài Nocturne, một quan trọng hết là Ari nữa, một trong những vị tướng sẽ giúp cho Scout dễ dàng tỏa sáng. Việc đánh được cái trên cực mạnh sẽ là những công cụ hỗ trợ rất tốt giúp cho LNG nghĩ tới ván thi đấu đầu tiên này. Đây sẽ là một ván đấu mà khởi đầu khi mà ta sẽ có cơ hội tạo những đột biến nhiều hơn sau là phía của Wayway, tại vì cái nói tên của anh ta sẽ cần thời gian là cấp độ 6. Thì khi đó kết hợp với là chiêu cuối từ của Ari, Scout Wayway mới có khả năng tạo tác động. Trong khi đó phía bên kia thì bạn thấy rằng Skarner tại cái meta này với thằng tầm khoảng cấp độ 3, cấp độ 4 đã thể bước ra khu vực đường và hỗ trợ rất là nhiều. Và rồi, những biến chuyển đầu tiên từ Hà Nội cũng đều đã có. Một con mắt để có thể kiểm soát đến từ bên phía của LNG, nó được cấm bởi Wayway ở trong khoảng thời gian này để nhằm mục đích là ngăn cản những hướng di chuyển nhằm có được cái bài quái rừng của đối phương. Những tình huống cướp rừng nên tạc rằng là điều có thể sẽ có. Cho nên chính sự phòng thủ này sẽ là một phần giúp cho cái hành trình lên được cấp độ 6 đến từ Wayway nó sẽ khá là thoải mái. Và hai con mắt luôn chứ không phải là một. Chắc chắn là Wayway đang vô cùng kỹ, họ không muốn là khoảng thời gian đầu tiên này họ gặp bất cứ vấn đề gì với con bài Nocturne. Một cái chuẩn bị khởi đầu bên phía của Leaning là họ có được hai máy quét trên người nha. Khi mà Scout cầm máy quét và Hang cũng cầm cả máy quét, mắt được cắm sớm đến từ bên phía của Leaning, phát hiện cái hướng di chuyển vào. Bây giờ thì Weibo cũng biết điều đó, là họ nhép con mắt đó trước rồi. Bây giờ thì phá con mắt cấp độ sẽ có từ phía của Red, đổi đường đến từ Weibo. Đây là một điều mà họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho khu vực đường dưới của mình. Với Ash đầu với con Jin không dễ dàng tí nào cả, tại vì khu vực đường trên Na đã đầu với con Raten cảm giác nó hơi khó khăn một chút xíu, cho nên họ cho như là khoảng bắt đầu tiền đổi đường đến từ phía của Na. Và Scout trong khoảng thời gian này thật ra cũng đang gặp một số khó khăn nhẹ. Weibo Gaming với những ý định và với những ý tưởng đang rất là tốt, để giúp cho khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà nửa cánh trên chúng ta đều đang nhìn thấy là lính ở khu vực bên phía đội xanh bước vào, chứ không phải là bất cứ một hướng nào bên phía đội bước tới cả, đang giúp cho Weibo Gaming có một khoảng thời gian đầu vô cùng thuận lợi. Và chưa kể đến Orianna là một trong những vị tướng có khả năng đẩy lính cũng khá là ok, nó sẽ hạn chế một phần nào đó sức mạnh của Scout ở trong khoảng thời gian đầu tiên được của bán thi đấu. Đây là vị tướng mà Seohu dùng nhất tại cái vòng thụy sĩ vừa rồi, khi ta dùng 3 lần và tỷ lệ thắng của anh ta đó là 66.7%. Một cái con tướng mà đưa vào những cái thế khó, thực ra mang vị tướng này rất phù hợp với là Seohu và cũng với đúng với cách chơi của anh ta, như là sự kiểm soát khu vực đường giữa. Đổi đường thì Scout anh ta đang không được nhận quá nhiều những sự hỗ trợ khu vực đường giữa, nhưng có lợi thế là khi bạn không có người khu vực đường giữa, cấp độ mà sẽ nhỉnh hơn so với bên kia. Nhưng về lượng máu thì bạn nhìn thấy rằng Seohu đang lợi hơn về máu khá nhiều so với là Scout. Wayway thì hiện tại đang chờ đợi cho một cú băng trụ, mà từ nãy giờ khu vực đường dưới vẫn chưa có bất cứ một dấu hiệu nào cho biết được là ai sẽ là người bên phía của Weibo Gaming chạy xuống đây để có thể hướng được lính này cả. Vẫn chưa thấy Rakan bắt đầu di chuyển vào, Creep cũng nhận ra vấn đề, bọn họ hiểu được là LNG sẽ tổ chức pha băng trụ ngay khu vực đường dưới, cho nên Creep di chuyển nhằm mục đích là báo cho người đồng đội của mình biết được. Và khi mà anh ta đã có đủ được không gian và thời gian thì ngay lập tức thôi, Tặc Giang cùng với là những người đội của mình đang chạy ra đây để hỗ trợ một tình huống có thể là 3-3.
trụ đang được tấn công đến từ bên phía của LNC. Họ đã sẵn sàng cú băng trụ vô pha W3 thành viên rất cao, chọn thêm cả cục đá. Zika vẫn đang ôm một lượng sát thương kha khá và tóc biến lên, dồn hết mọi thứ vào người. Grip grip liệu có nằm xuống, grip tóc biến và anh ta bỏ chạy được một cú hút ra khá thành công. Quy đã được sử dụng và tạm thời đang bao ván thi đấu, nhưng chiến ở đầu cũng đã có một cái pha mà bên phía của Weibo tính toán rất là kỹ càng nha. Họ muốn canh thời điểm chuẩn bị cấp độ 3 đến từ con Na, và thậm chí đó là một con Na khổng lồ để dịch chuyển xuống, đó là một lượng máu rất là an toàn đến từ phía của Fred, và có những sự hỗ trợ đến từ phía của Crip khi mà dịch chuyển tạc răng nữa. Nhưng cái vấn đề là bên phía của Leaning cũng sẵn sàng cho tình huống mà đối phương biết rằng di chuyển người xuống như thế thì họ nhắm vào con Rakan rất là thấp về lượng máu như thế, bốn người tấn công vào một và vẫn bị hạ gục đến từ phía của Crip. Và đây là pha mà lý do để pause game vừa rồi thì thật là chưa thể nào biết được, nhưng đó phải đã khởi đầu chiến đấu dành cho bên phía của Leaning rồi. Tôi nghĩ Crip là người bầu ở trong tình huống rồi, bởi vì ở trong pha xử lý đó nó sẽ có một vài phần anh ta hơi chậm một tí xíu, cái nhịp nó hơi bị khựng, nó khiến cho Crip chưa thể nào có thể có một pha xử lý mực nhất có thể. Đó là do tại sao mà Crip ở trong giai đoạn vừa rồi rõ ràng anh ta đã có những ý định, anh ta đã có những cố gắng, và quan trọng hết là ý tưởng cũng đã có, nhưng chắc lẽ như bị một số vấn đề nhẹ, cho nên là ở trong tình huống xử lý vừa rồi anh ta vẫn phải xin, mặc dù ở thời điểm đấy nó vẫn chưa phải là một pha trao đổi 1-1. Nhưng mà pha tranh nó vẫn đang diễn ra nha, cả hai đội sẽ phải sẵn sàng sau khi kết thúc cái pha mà pause vừa rồi, tại vì vẫn đang đánh nhau liên tục đến từ cả hai bên cho pha mà bốn người của phía Lenin đang tấn công vào hai người của phía Weibo, và pha tranh vẫn đang diễn ra như thế thì không biết kết quả sẽ là như thế nào. Nhưng pha vừa rồi là pha mà chuẩn bị rất kèn đến từ phía Weibo, họ di chuyển ra khu vực đường giữa với một con Rakan muốn nhận chung kinh nghiệm với lời xu lực cấp độ 2 để hướng xuống khu vực đường dưới, tránh việc mà bạn xuống khu vực đường dưới một tình huống là một cấp độ 1 người cấp độ 3 sẽ rất là khó khăn dành cho anh phía của Weibo. Họ chuẩn bị sẵn sàng, họ xuống khu vực đường dưới, nhưng rốt cuộc sau đó thì Leaning vẫn đang làm tốt hơn cho chiếc đầu dành cho anh phía của Leaning. Và với việc Leaning trong giai đoạn hiện tại họ đang có những tình huống xử lý phải nói là khá là ok chứ không phải là không. Nhưng với những gì mà từ nãy giờ Weibo Gaming đang làm thì ý tưởng của họ vẫn có, những nỗ lực của họ vẫn có, và quan trọng hết là cái khả năng để có thể chống những tình huống băng trụ đến từ phía Weibo Gaming. Vừa rồi là một tình huống mà tôi nghĩ là họ đã có luyện tập. Họ đã có luyện tập ở trong một khoảng thời gian dài, cho nên nhìn nó vẫn có một mức độ mực nhất định ở trong tình huống xử lý đó. Chỉ có điều là bên kia họ dứt khoát quá. Tôi cũng không nghĩ tới việc một con cá sấu lướt lên, tóc biến lên W, rồi sau đó W của Jin, rồi sau đó là thêm rất nhiều những hiệu ứng khống chế. Từ đó việc có được mạ gục ở một tốc độ nó vừa đủ để giúp cho LNG họ vừa có mạ gục, mà tôi thấy trong tình huống đội hình nó trụ nó cũng không bắn ai mà ở mức độ gọi là gần chết cả. Cho nên nếu như mà tạc xăng có di chuyển tới thì cảm giác là hơi khó để tìm kiếm được một mạ gục dành cho Weibo Gaming ở trong pha xử lý vừa rồi. Thật ra đó là cái pha mà phía của Leading họ đứng ra ngoài tầm trụ để họ tấn công vào con Rakan, chỉ có một người cuối cùng trước khi Rakan có thể hướng về gần trụ thì người di chuyển và tấn công vào Rakan ở cái lượng máu cuối cùng mà thôi. Tại vì đó là pha mà phía Weibo họ chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ, tại vì như nói là họ đem hỗ trợ ra khu vực đường giữa lấy cấp độ 2 rồi hướng xuống khu vực đường dưới. Họ đưa cho một con Na lên khu vực đường trên chia kinh nghiệm với con Ash ở khoảng chừng 2 cấp độ cộng với là nửa thanh kinh nghiệm lên cấp độ 3 của anh ta ở dạng Na khổng lồ dịch chuyển xuống khu vực đường dưới, có W làm choáng đối phương, rồi anh ta nhận nốt kinh nghiệm với đặc lính đang bị tấn công vào trụ để kéo lên đó là khoảng cấp độ 3 đến từ con Na. Và có cấp độ 3 từ Na, họ muốn tấn công bật ngược trở lại, nhưng cái vấn đề là sát thương của họ bây giờ để trả trước việc bốn người của đối phương đang rất là hạn chế, tại vì bạn nhìn vào lượng sát thương đến từ con Na thêm cả Rakan và con Skarner ở thời điểm hiện tại nó không phải là quá nhiều. Và trong giai đoạn hiện tại với những gì mà chúng ta đang chờ đợi thì có lẽ như phải thêm một khoảng thời gian ngắn nữa chúng ta mới có thể biết được. Bởi vì chỉ có một trọng tài đứng ở bên trên thôi, để xem nào có nói. Tôi vẫn đang thắc mắc là liệu vấn đề đến từ ai, tại vì để xem cái thông báo lỗi nó sẽ là của ai, tại vì trong cái tình huống vừa rồi nếu mà là pause thì chắc là không phải là con Ash của vùng đường trên, cũng không phải là con Ari hay là con Orianna ở khu vực đường giữa. Chắc chỉ có thể là một cái tình huống ở khu vực đường dưới với việc xuất hiện 7 người như thế. Nhưng mà câu chuyện bây giờ thì 7 người xuất hiện ở khu vực đường dưới, chúng ta đang có những cái tình huống mà để xem sẽ là giải quyết như thế nào hay là vấn đề ra sao, khi mà hiện tại thì có tín hiệu quay trở lại ván đấu rồi, khi mà cả hai bên đang sẵn sàng cho một tình huống mà phải di chuyển trở lại ván đấu. Và có vẻ như là bây giờ bắt đầu ván đấu rồi. Rồi tiếp tục đánh nhau khu vực đường dưới. Như vậy là con Jin đã nằm rồi. Thôi một pha có vẻ như là thảm họa dành cho bên phía của Leaning. Họ băng trụ như đó là 2-2. Và đó là pha có vẻ như là lời dành cho bên phía của Weibo. Tại vì một đĩa gục dành cho bên phía của Reed. Cái đột của anh ta vẫn có, kinh nghiệm của anh ta vẫn có. Trong khi đó bên phía bên kia thì Zika mất tốc biến và anh ta vẫn bị hạ gục. Như vậy là tình huống mà đen rất là lời dành cho bên phía của Leaning, dành cho bên phía của Weibo. Còn có trong khi đó thì Zika dịch chuyển lên khu vườn trên, lại ở đây thì anh ta đang một mình ở đầu với lên phía của Zika mà thôi. Nhưng có vẻ cấp độ chênh lệch vẫn đang bắn rất là thoải mái đến từ bên phía của Lai bước lên phía trên. Nhưng mà Lai thì năng lượng không còn quá nhiều, cho nên đang cần những sự hỗ trợ đến từ bên phía của đồng đội. Ta đưa xem lại tình huống vừa rồi ở khu vườn đường dưới đây. Như đã nói là họ muốn bốn người tóc biến lên tấn công vào Crip ngay lập tức, cho cái thời điểm khi mà với bốn người tấn công ở phía ngoài tầm trụ như thế này
Nhưng đây là cái nhịp tấn công mà cũng đã rất là nhanh trả thương đến từ phía của Ebo. Và sau đó thì có một người tấn công chính là Gala, tốc biến của anh ta đã phải mất cho nên ta bị hậu cuộc tình huống vừa rồi. Và sau đó thì với hai người, lượng máu dính hơn đến từ phía của Ebo và thật ra cộng lực Red làm rất là tốt. Thật ra anh ta vẫn bị hạ gục, nhưng đó là 2-2 lời trên phía của Ebo. Và rõ ràng Weibo Gaming họ đã có sự chuẩn bị ngay từ trước. Chúng ta thấy là họ setup cho Kona khổng lồ ở khu vực đường dưới, là rõ ràng họ đã có một sự chuẩn bị, họ đã có một sự luyện tập rất tốt để sẵn sàng cho tình huống đó. Và hai đều chính là một trong những cái minh chứng rất rõ cho cái câu chuyện đấy. Chúng ta đã nhìn thấy được lượng tiền nó không có một khoảng cách. Và quan trọng hết là ở giai đoạn hiện tại thì đồng ý là Weibo đã có một hạ gục. Nhìn qua phía bên kia, Tạc Giang cũng đang là một con Skarner pha với một tốc độ vừa ổn để giúp cho bản thân của mình lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng để có thể chiến đấu. Bây giờ thì chênh lệch vẫn là nhỉnh hơn một xíu về lượng tiền dành cho phía của Leaning, nhưng cái vấn đề quan trọng chính là Weibo nhỉnh hơn mặt kinh nghiệm khi mà Zika anh ta không được hít kinh nghiệm khu vực cánh trên. Trong khi đó thì Fred khu vực đường dưới cấp độ 5 đã có rồi, cái đó khu vực cánh trên. Bạn hãy nhìn Tạc Giang, anh ta có thể không ôi Zika không được. Zika không đang hơi mệt nha, đang bị giữ chân lại, bị hất tung lên, bị tấn công liên tục. Zika nằm xuống và đúng là Zika không thể nào hít được kinh nghiệm. Tôi cảm giác ta hít khói ngang nhiều hơn ở trong pha xử lý này. Và cuối cùng thì bên phía Weibo Gaming đã tìm kiếm được một phần lợi cho bản thân của mình. Họ có được một vài tình huống xử lý tốt, phòng thủ hay. Và bây giờ khi mà họ phản công lại, đối phương cũng không thể nào ngờ được. Tạc Giang chấp nhận hy sinh mấy quả rừng của anh ta với việc là có được những đi hạ gục trước đó rồi. Cho nên bạn hãy nhìn việc mà anh ta không tham gia quá nhiều việc dọn rừng. Anh ta có mặt ở nửa cánh trên để khiến cho Zika không bước lên được lính. Và bây giờ sau khi đổi đường xong, chuyển con Na lại khu vườn trên, con Na đã 1/3 cái lần cấp độ 6. Trong khi đó phía bên kia sắp sửa cấp độ 3 đến từ bên phía của Zika mà thôi. Nhưng cái vấn đề quan trọng chính là đợt lính đẩy vào trụ đến từ bên phía của Weibo. Và sẽ cực kỳ khó khăn dành cho con Rattan không tóc biến cấp độ 3. Đối đầu với tình huống có thể lên khu vườn trên đến từ bên phía Tạc Giang một lần nữa. Càng đánh càng hay. Thật sự tôi có thể nói dành cho Weibo của mình, cứ ngỡ như là ở thời điểm ban đầu của mùa giải họ có rất nhiều những cái vấn đề. Nhưng càng ngày họ đang xử lý càng ngày càng bay, và họ đang khiến cho Zika một trong những con tướng đáng lẽ trong giai đoạn này là phải xanh, phải khỏe, ít nhất là không bị thua lính. Thì chúng ta xem 22 lượng chỉ số lính dành cho Rick, và phía bên kia chỉ là 8. Điều này đồng nghĩa việc Rick đang vô cùng mạnh mẽ với những gì mà anh ta đã có cổng kèm thêm của đôi giày nữa. Nó khiến cho khả năng hidden range của Rick nó đang vô cùng cao. Còn Weiwei đang tận dụng tốt cấp độ 5 của mình để có thể hơn đối phương một cấp độ, từ đó lấy được con sâu không đầu tiên, ép cho Tạc Giang mình trong tư thế khó. Và bây giờ vấn đề của Weiwei Gaming nó đã bắt đầu nổi lên. Cái thời điểm mà Weiwei lên cấp 6, tôi cảm giác Tạc Giang vẫn đang cấp độ 5. Trong khi đó đặc tính nó không vườn trở nên khá là to, nếu như anh ta ăn trọng về lực khu vườn trở nên cấp độ 6 sẽ có đến từ phía của Fred. Bắt là tóc biến lên hất tung ngược về Zika, lướt lên hôn gió quá tuyệt vời. Và Zika là người hưởng được cái màn hạ gục đấy. Những cái pha xử lý quá chấp nhoáng từ Leaning đi, khi họ thấy đối phương có lợi thế khu vườn trên, họ triển khai là khu vườn trên với tình huống hỗ trợ đến từ Weiwei, scout thêm Callahan. Và Hang có một pha xử lý trên cả tuyệt vời trong cái pha vừa rồi, nó giúp cho phía khu vườn trên của họ dễ thở rất là nhiều. Bây giờ thì 4-4 khu vực cánh trên, nhưng mà có Jin của Gala nha, 5-4. Hang nhảy đã xuyên tâm kích Tạc Giang, hút vào tường, mất kỹ năng quay W outplay của W đến creep, và con sâu không vẫn đây được ăn. Hang đang bị tiếp cận, Hang đang bị hất ngược về, hay bị tấn công liên tục. Lai vẫn đang bắn nhưng Lai đang bị kẹt lại, anh ta bị tấn công liên tục. Zika lướt lên hai lần cắt và sắc W vẫn giữ trên đường. Lai đang bị dính rất nhiều kỹ năng và ta kẹt tức nằm xuống. Zika được gọi bài cuộc hai mạng hạ gục liên tiếp cho LNG. Chưa dừng lại đó, sao hu và creep đang muốn chạy ra để gỡ, nhưng liệu Hang có nằm xuống hay không? Đây Hang vẫn còn khả năng nhảy qua tường. Scout đang nhắm con mồi, anh ta đang chuẩn bị thưởng thức con mồi đó. Creep đang bị dính hôn gió, Zika quay trở lại. W đến từ hai thành viên VNG vẫn đang thực hiện thành công, và Creep anh ta chưa muốn dừng lại đó. Fit cũng đang tương tự như vậy, cả hai đang muốn phối hợp nhưng tiếc là đã không còn kỹ năng để thể đánh tiếp được rồi. Weibo không nhận ra cái vấn đề tình huống rồi, chính là lượng sức mạnh của họ không có từ vì là cấp độ của họ còn thiếu. Trong khi đó bên phía bên kia thì khi mà Scout ở cấp độ 6, người ta lướt lên phi hồ liên tục, cái mục tiêu nhắm đến từ bên phía của Leaning là hoàn toàn chính xác. Họ nhắm vào Lai, một người không có độ cơ động, tốc biến của người ta mất và khả năng bị hậu gục rất là cao. Đây là một pha muốn tấn công từ Weibo, nhưng họ chỉ là 4 người mà thôi. Bạn hãy nhìn, họ muốn phòng ngự nhưng cú xoáy của Seo không phải là quá đẹp ở tình huống vừa rồi. Một cú xoáy của anh ta gây một lượng sát thương đó chỉ là vừa đủ khi trang bị, không phải là quá nhiều. Một cú xoáy chỉ đúng một người ở tình huống của Seo mà thôi. Sau đó bạn hãy nhìn Lai, Lai ta mất tốc biến, không có góc để thể lui về và đứng ở giữa hai của đối phương, chính là Scout và Zika. Và với 5 người tấn công và 2 người Leaning, họ lợi thế hoàn toàn và pha tranh mà họ thắng lợi từ khu vực ở cánh trên xuống khu vực hàng sứ giả. Quan trọng hết là những mà hạ gục nó rơi vào tay của ai nữa. Chúng ta xem lại những tình huống xử lý đến từ bên phía của LNG, và chắc chắn rồi ban huấn luyện cũng không hề thất vọng với những tình huống xử lý này của họ, đánh quá bay. Và Scout điểm nhấn thật sự là như vậy, tôi rất ấn tượng đến từ Scout ở trong những tình huống vừa rồi. Những pha hôn gió đều có mức độ chính xác vô cùng cao, nó khiến cho bên phía của LNG đầy đủ những đường khống chế và nó đủ dài để cho đội hình này của họ có được rất nhiều bàn. Cũng chúng ta xem 1-4 dành cho Weiwei, và quan trọng nhất là 2-2-3 cho Zika. Anh ta đã gỡ lại những gì mà anh ta bị thua thiệt trước đó. Với cái vấn đề về mặt tiền thì có lẽ nhưng vẫn sẽ phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa để có được một sự vượt trội nhiều hơn. Nhưng ít nhất bạn pha 19 so với lại 47 mà bạn đang hơn đối phương tầm 83 đồng.
tức là nó vẫn là một dấu hiệu ổn với những màn hạ gục mà từ nãy giờ Zika kiếm được. Thật ra tôi nghĩ là không ổn tí nào cả, tại vì đưa vào cái thế đường đơn 1v1 như thế này, cấp độ vẫn là một thứ rất là quan trọng. Khi cấp độ 5 đến từ Zika, cấp độ 7 đến từ Brave rồi, bạn có thể có nhìn nó đối phương một khoảng 100 tiền nhưng chỉ đơn giản là con mắt mà thôi. Trong khi đó phía bên kia với hai cấp độ hơn, bạn nâng trước được 2 lần nhìn hơn so với đối phương, lượng sát thương sẽ được gia tăng một cách cực kỳ đột biến. Trong khi đó thì bây giờ khu vườn trên bạn hãy nhìn, khi mà không có rừng ở khu vực cánh trên, tại sao anh ta di chuyển vào rừng của đối phương để tìm xem quay quay đang ở đâu. Quay quay ở nửa cánh dưới và khu vực cánh trên thì Brett hoàn toàn thoải mái để có thể chơi tiếp tục đẩy lính vào trụ để tấn công vào. Chỉ có điều là con sâu hư không chỉ mới ăn được 2 đến từ phía của Liên Liên mà thôi, cho nên nó vẫn còn là một con. Và hiện tại thì khi mà cả hai bên đều không chạm vào nhau như thế này thì khả năng một ván đấu sẽ không phải là 6 sâu đến từ cả hai bên. Zika đang bị dí, Quy đã trúng, sẵn sàng đẩy được vào tường chưa? W đã có. Còn bây giờ không để vào tường thì còn bao nhiêu? W vào, Quy vào, bà gục dành cho Brit. Đây là Zika vấn đề không kịp rờ, Zika không kịp rờ trong tình huống vừa rồi luôn. Đây chính là cái vấn đề, tại vì thật ra chỉ là một giày một đến tên của Zika mà thôi, không giảm được sát thương, không giảm được hiệu ứng không chơi nữa đâu. Cái giày thủy ngân hoặc là cái giày thép gai. Tóc biến ma thuật, tóc biến ma thuật, gồng tấn công và Oriana đang bị kẹt lại, Hang vẫn đang đứng đợi. Anh ta quy ra khá thành công, anh ta đợi cái tóc biến xong, W cũng đã bồi và nó đã trúng đến từ Gala. Gala bật sân khấu lên thần lên chào đón ba chỉ viên bên trong đó. Tặc Giang đang bị dí liên tục, anh ta bật kỹ năng E lên bỏ chạy, nhưng Hang đang đứng góc này. Chiêu cuối của Hang đã có, chờ đợi cơ hội để tấn công. Hang đang bị khối lượng khống chế khá nhiều và ta cảm giác đam ta đang không đủ. Tặc Giang đang muốn giữ cho đối phương, xuyên tâm kích đã được sử dụng và tất cả những kỹ năng có thể, nhưng tiếc bung ra chiêu cuối của đội nghĩa là đã không còn cơ hội để sống được cả. Quay quay đang cần phải lùi về, Scout đang chờ đợi cơ hội để tiếp tục tấn công. Lai cũng đang lựa góc để bắn và Tặc Giang cũng đang lùi theo creep nhảy liên tục. Và LNG họ đang có một tình huống 1-1, một pha khá tham đến tình phía của Leaning. Họ thành công trong việc tấn công vào Seo Ho mất tốc biến nhưng vẫn hủy hoại một tình huống vừa rồi, rồng nhìn trên phía của Weibo. Nhưng đó là một pha mà thật ra là không còn sát thương đến từ Leaning, tại vì tầm rất là xa đến từ cả Gala và Scout. Scout không còn một lần phi hồ nào cả. Còn đây là một pha bạn hãy nhìn Leaning, họ không quan tâm rồng, tất cả mọi thứ họ nhắm tới đó chính là Seo Ho kia đứng một góc một mình, anh ta không có bất kỳ sự hỗ trợ nào cả. Rất bình tĩnh từ Hang, đợi đối phương tốc biến xong rồi mới di chuyển qua tấn công và khiến cho Seo Ho mất tốc biến vẫn bị hạ gục. Nhưng đây là một pha bạn hãy nhìn, không còn một lần phi hồ nào cả, không còn cái nét vẽ, không còn viên đạn của chiêu cuối nào. Thì cái lượng sát thương đến từ Hang và Weiwei và ba người của đối phương là một điều gần như là không thể, nhưng họ vẫn bước lên đến tình huống vừa rồi. Ý định là muốn có một pha chiêu cuối từ Hang xuống ba người, hôn gió dồn vào, sát thương dồn vào. Nhưng đối phương đánh quá tốt tình huống vừa rồi, nó khiến cho pha trở coi như là 1-1, nhưng rồng dành cho Weibo coi như là pha Weibo less. Nhưng mà có một cái hay đó là hai bên giao tranh liên tục. Đây là một trong những điều chúng ta mong đợi ở trong trận đấu này, khi mà cả hai đều đang cống hiến với những tình huống giao tranh, những tình huống đỏ tay. Và đại đa số là những pha giao tranh sẽ từ tầm có khoảng 3 người trở lên. Điều này đang giúp cho cái ván thi đấu này đang diễn ra với tốc độ tương đối nhanh. Nhưng tốc độ nhanh thì bên nào sẽ là bên có lợi? Thì tôi cảm giác LNG sẽ là đội nghĩ tới câu chuyện có lợi một tí xíu. Nhưng rõ ràng với nửa cánh trên, với lượng chỉ số phạm đang có được đến từ bộ đôi Zika và Scout, thì rõ ràng Brit và lại Sao Hu cũng đang tương đối hài lòng. Tôi nghĩ rằng với Leaning, điểm mạnh của họ bây giờ chính là Weiwei và Scout, cặp đôi mid rừng của họ với cái lượng tiền nhỉnh thần, trang bị lớn đã hoàn thành đến tình phía của Weiwei và thêm cái là Scout nữa. Súng lục Luden và thêm cái chuyện phản kích, bộ đôi trang bị này có khả năng bắt bất kỳ mục tiêu nào nếu như mà họ muốn. Tại vì bên phía bên kia thì Siêu Hu vẫn đang cho mình đó là cái giày, thêm cái nhẹ nước mắt cộng với là cái sách quỷ mà thôi. Sẽ là một cái lượng sát thương chưa phải là quá lớn từ Siêu Hu, khả năng phòng ngự của ta không có, tốc biến chưa hồi đến từ Siêu Hu. Nhưng ai sẽ giải quyết câu chuyện khu vườn trên đây? Như nói, hai cấp độ chênh lệch vẫn là một cái thứ rất là lớn, nó khiến cho Zika không thở nổi khu vườn trên. Nó chỉ có một trường hợp là Rift phải nằm xuống thêm hai lần nữa thì lúc đó chúng ta mới nghĩ tới câu chuyện là Zika có thể đuổi kịp về mặt cấp độ. Chứ nếu như Rift cứ tiếp tục farm cái tốc độ như thế này, tôi e rằng rất khó để cho Zika có thể gỡ. Weiwei đang muốn đánh cùng với là Scout, Scout vẫn đang nhắm con mồi của mình. Một cú tắt đèn là thứ có thể, nhưng họ đang cần thông tin. Họ đang muốn biết là Tặc Giang đang ở đâu để khi mở cái tắt đèn là Tặc Giang không thể nào chạy vào ứng cứu được. Thông tin vẫn đang chưa cung cấp. Rồi, có người đi di chuyển vào, hai con mắt được cắm. Bây giờ Tặc Giang mà bước xuống dưới bị phát hiện thì biết đâu đó ở ngay khu vực đường giữa sau sẽ có thể bị tấn công. Với Weibo bây giờ tất cả họ thứ là họ sẽ vinh vào con na ở khu vực đường trên. Khu vực đường dưới là vẫn farm hơn lính đến tình phía của Line, có thể ta nằm xuống một lần, nhưng cái vấn đề đó không phải là quan trọng nếu giữ được trụ khu vực đường dưới. Và trong khi đó khu vực đường trên, nếu như thả cái thiên đường dành cho phía Chris, thì anh ta hoàn toàn có thể ở khu vực đường trên 1v1 mà không sợ bất kỳ tình huống nào, thậm chí nó phun lên hai người khu vực đường trên vẫn có thể là thoát đến tình phía của Chris, tại vì lượng sát thương của Zika bây giờ đã không phải là quá lớn. Anh ta có cho mình đó là một cái rìu tia mát, một cái búa gỗ cho mình nó truyền phản kích. Nhưng hai cấp độ chênh lệch vẫn là thứ mà rất là lớn khu vực đường trên, khi mà Zika chỉ đứng ở dưới trụ để farm lính mà thôi. Còn lính đến từ phía của Leaning thì chưa thấy được cái trụ một khu vực đường trên của Fred nữa. Và quan trọng hết là bên phía của NC họ phải tôn trọng một cái luật là cánh nào là cánh đang thọt nhất thì đừng nên ngăn cho cánh đó. Và quyết định đến từ Weiwei là không chạy lên đây để hỗ trợ cho Fred ở trong khoảng thời gian này. Anh ta phải đợi, anh ta đợi xem là cái người nào cung cấp đủ cái lượng khống chế, đủ lượng sát thương để cho anh ta có thể bồi phụ được vào. Thì đây, đang có một Gala đang đứng chờ trực sẵn. Nhưng rõ ràng Gala được hay không đây, bắt đầu đeo bám kỹ năng E lấy tốc biến. W đến từ Jin hiện tại nó vẫn chưa có, và Lai từ đằng sau cũng đang chờ đợi cơ hội để tấn công. Hai bên, một bên đội chiêu cuối,
một bên đổi tóc biến. Có lẽ như Phía sẽ cần phải suy nghĩ khá kỹ nha, anh ta đang bóng về biến về. Đồng nghĩa việc là con Sinh Đức này tỷ lệ khá cao, nó có thể rơi vào tay của bên phía LNG nếu như mà họ muốn đánh ở trong giai đoạn này. Nhưng vẫn sẽ tương đối khó. Cái trụ một khu vực dưới cũng đang ở trong một mức độ tương đối dễ để các bạn khai thác. LNG sẽ bắt đầu suy nghĩ. Một, cho Zika khai thác cái trụ một khu vực đường dưới. Hai là họ cho Zika tạo ra sự quấy nhiễu cho con bài Orena rồi sau đó tấn công vào khu vực hãng Sinh Đức, một trong hai mà thôi. Nhưng vấn đề đội hình của phía Lenin nếu như họ muốn mở mà không có chiêu cuốn từ nó tên rất là khó mở vì dàn tuyến đầu của họ không có ai cả. Nếu như bây giờ hang vào bên phía bên kia sát thương bắt đầu có từ Lai, sát thương bắt đầu có từ Seoul và khả năng chống chịu tàu sang đang là cực kỳ khỏe, cho nên họ vẫn phải cần Scout và Wayway. Bây giờ thì Scout đang ở khu vực đường giữa. Wayway sau khi mất đi chiêu cuối, cái sức mạnh đến từ nó tên nó bị hạn chế đi khá nhiều. Anh ta bắt buộc phải bỏ cho mình con sư giả khai nước này và di chuyển về ăn cho mình đó có vòng rừng ở phần cánh dưới. Và đang muốn hướng xuống khu vực đường dưới để cứu cho Zika phải sống trở lại ván đấu này. Tại vì nếu như con Predator bước vào phao tranh mà không làm được gì cả, coi như là họ chắc mất đi một người rồi. Như vậy là họ chọn phương án 1 rồi. Họ sẽ quyết định là kêu gọi Zika lấy cái trụ một khu vực đường dưới để rất là đổi cho cái con sư giả khai nước này. Còn trong khi đó thì bên phía Weibo Gaming họ đã có sự kiến thức, bây giờ nhiệm vụ của họ là làm sao để có được cái trụ một. Nếu như có được trụ một khu vực đường giữa, cái thế trận đến từ Weibo Gaming sẽ tương đối dễ chơi. Việc bạn có được trụ một khu vực đường giữa, bạn cắm được rất nhiều những con mắt sâu vào phần sân của đối phương, lúc đó những hướng chuyển đến từ quay từ phần sân của mình sẽ bị phát hiện, thì Weibo Gaming sẽ dễ dàng kiểm soát hơn, ít nhất là họ có thể tính được trong cái khoảng thời gian đó cái tắc này của quay có thể được sử dụng vào thời điểm nào. Nhưng vấn đề là bên phía của Liên sẽ phải khai thác vào Red khi mà tóc biến của anh ta chưa có, tại vì nếu như cứ để con Na này càng farm mà cấp độ nó vẫn chỉ là khoảng một cấp độ rưỡi đến từ phía của Press so với là Zika, thì khi đưa ra cánh đầy lẻ con Na này hoàn toàn con sợ rẽ tình và giúp cho phía đội hình Weibo dễ chơi hơn. Tại vì đưa vào thế 1v1-4, thật ra với một con Na đầy lẻ, bốn người còn lại đó chính là Rakan và thêm cả con Scanner nữa thì bắt Creep à, W giữ chân Creep lại. Creep đang trong dạng chuẩn bị hoảng sợ, anh ta đang liên tục có những thủ mê hoặc nhưng anh ta vẫn đang bị cố định, nhưng khống chế không còn, khống chế hết rồi. Khu vực đường trên tổ chức băng trụ hay chăng? Họ muốn tổ chức tưởng băng trụ nhưng rõ ràng cái lượng sát thương bồi đến từ bên phía LNG cả hai cặp đôi này tương đối khó. Mức độ cơ động của Ona này vẫn còn, cho nên bắt buộc phải có thêm một người nữa. Nhưng đang ở nửa cánh dưới này cho nên là chả ai có thể phụ được thêm dành cho cặp đôi hang cũng như là Scout cả. Trở về thế farm đến từ cả hai bên, nhưng bây giờ thì cái lượng tiền trên là thì Lily đang làm tốt ở khoảng chừng gần 1.000 tiền. Nhưng mà phía bên kia như nói, đội hình của họ đánh 1-4 rất là khỏe với dàn trắng tuyến đầu là Scanner thêm cái là Rakan. Khả năng mở có từ con Ash, cả sát thương từ Orianna được gia tăng theo thời gian nữa. Và trong khi đó phía bên này thì Lily đang có một cặp đầu rất là khỏe, chính là việc mà Scout ta đang nhỉnh hơn về tiền so với là Soho. Lượng trang bị của anh ta chưa về nhà mua đồ, nhưng khi về nhà sẽ có thêm ít nhất là những cái mảnh hướng trang bị thứ hai. Và sẽ là một cái lượng sát thương đột biến đến từ Scout cộng là cả Wayway để nhắm vào những chủ lực của đối phương như là Seohu hoặc Lai. Còn Gala từ nãy giờ thật ra khi người ta phải chuyển ra khu vực đường giữa, một cái ván đấu mà phải lên cái trang bị xuyên giáp rất là sớm đến từ Gala để xuyên qua cái lượng giáp có được đến từ Tạc Răng hoặc là Brett. Tạc Răng thì chưa có quá nhiều giáp, trong khi đó thì Brett chỉ mới có giày thép gai mà thôi, nhưng có vẻ nhiều sự chắc cú từ Gala. Một ván đấu đang tương đối chậm mà chắc đến từ cả hai bên, đặc biệt hết là bên phía Weibo Gaming, cái họ đang đợi đó chính là lượng trang bị tiếp theo đến từ Sahu. Sahu đang chưa có món trang bị ở một mức độ thuần sát thương kinh khủng lắm. Anh thì mới có một cái trượng và cái trượng này nó chỉ mới cung cấp cho Sahu về khả năng phòng thủ một tí xíu để ít nhất là không bị sốc đam mà thôi. Ý, tặc sát bị dính hôn gió và Scout sẽ phải lùi còn trong đó nhiệm vụ tặc sát. Ủa, tặc sát muốn đánh tiếp không ta? Dịch chuyển tới là sau. Sahu đang gặp vấn đề. Zika đã đi ngang qua lượng tầm nhìn. Zika đã đi ngang qua lượng tầm nhìn lên. Sahu đã chờ đợi sẵn. Zika quyết định bỏ Creep nhảy vào hỗ trợ và Zika lướt để bỏ chạy. Hai bên đều đang có những pha trao đổi. Và Brit thì dịch chuyển lên đây để mức độ phòng thủ được tăng cao. Nhưng tạm thời từ từ Brit bị dính hôn gió. Zika vẫn đang đứng đợi cầu đi cầu về. Brit sắp sửa thành một con Na tiến niệm, nhưng ta vẫn đang giữ cái kỹ năng nhảy của mình, cho nên rất khó để cho Zika có thể làm được gì lắm. Zika sẽ phải share. Còn trong khi đó thì bên phía Weibo Gaming như đã nói từ thời điểm ban đầu, nhiệm vụ của họ là phải có cho mình cái trụ một khu vực đường giữa để nhằm mục đích là khai thác được thêm nhiều cái lượng tầm nhìn ở bên hai bên phần sân của đối phương, thì họ sẽ cực kỳ dễ chơi. Tạm thời đây chỉ là một bước đầu, cái họ cần sẽ là một pha giao tranh để có thể giải quyết được luôn cả công trình. Ý, bắt Zika, hút được Zika, gom được Zika, Brit đang tới tiếp cận, hai kỹ năng dồn vào người của Zika, Zika đã bị làm chậm đi, tục mất tốc biến để thoát đi và thật ra quăng một quả đá nhưng nó không trúng. Zika lùi về, cộng thêm một điểm nữa là Weibo Gaming sẽ có công trình. Chiêu cú đã tốc biến một pha rất là lời đến từ bên phía của Weibo khi mà bây giờ khu vực cánh trên không ai phòng ngự cả và nửa cánh rừng trên thì đang trong cảnh sát đến từ phía của Weibo. Trừ một khu vực rừng trên sẽ giúp cho bên phía của Weibo gia tăng theo một lượng tiền rất là lớn và bây giờ thì họ không thua đối phương quá nhiều về tiền. Đã bắn tiễn, chắc bắn tiễn. Đã trúng, sao hú xoáy không, sao hú đã xoáy luôn. Nhưng Weibo đang tới để hỗ trợ thêm và Scout sẽ cần phải lùi. Weibo Gaming đang có một ván thi đấu macro vô cùng tốt.
ngăn cản được cái mạch băng trụ của bên dưới, và quan trọng hơn là khả năng kiểm soát khu vực nửa cánh trên đến từ anh chàng Quyết vẫn đang vô cùng tuyệt vời. 158 lượng chiến sĩ lính có được trụ đầu tiên dành cho bản thân của mình, và quan trọng hết là cái tam hợp kiếm vẫn đang phát huy khả năng hit đền của Quyết ở khu vực trên này. Và bây giờ thì hãy nhìn mắt đến từ phía của Weibo có trong khu vực rừng bùa đỏ đến từ của Lenin. Bạn có được đó là 3 con mắt và thêm cả là 2 mắt kiểm soát, tổng cộng là 5 mắt trong khu vực rừng của đối phương, giúp cho có rất là nhiều tầm nhìn để Brad chơi ở khu vực nửa cánh trên. Và anh ta đang gần đánh như là nhà Jessica đây. Trước đó thì một tình huống là khu vực cánh trên từ rằng bị chui đã tốc biến của đối phương. Còn bây giờ thì nào pha mà Brad chỉ đơn giản là chạm mặt Jessica mà thôi, bắt buộc bật chiêu cuối đến từ Jessica. 1 phút 44 giây nữa con rồng thứ 3 của nó xuất hiện. Và bây giờ thì trong một con rẻ tinh đang cực kỳ là nghèo nàn như thế này, mà thậm chí tốc biến sẽ không có pha tranh vượt tiếp theo. Khó rồi. Một cái kèo cực kỳ khó dành cho cá sấu ở trong giai đoạn này, khi mà đây là một con nào quá khỏe khoắn trong tay của Fit ở trong giai đoạn hiện tại. Anh Thở vẫn đang tiếp tục mang lại một cái nguồn sống vô cùng quý giá của đường trên, khi mà nửa cánh dưới Lai vẫn đang chưa đủ trang bị để thở, thì nửa cánh trên Rit đang cố gắng tạo ra những điểm nhấn nhất định để giúp cho Lai liên tục có được những mẫu trang bị tốt hơn rất nhiều trong khoảng thời gian này. Và chúng ta về luận chuyện giải pháp, rõ ràng Weibo Gaming đang đánh ở một mức độ rất là tốt, nó tốt hơn những gì so với chúng ta nhìn thấy ở trong giai đoạn vòng thị sĩ, từ macro, từ lượng chỉ số farm, từ tất cả mọi thứ, mà chưa kể đến những thành viên bất ổn ví dụ như quay ở trong khoảng thời gian đầu của mùa giải chung kết thế giới. Thì nay Tạc Săn cũng đang đi rừng vô cùng tuyệt vời, mặc dù cái lượng chỉ số stack ở trên cái trái thiên không vẫn đang chưa nhiều lắm, nhưng rõ ràng với những gì mà ta đang làm được thì nó sẽ hứa hẹn tương lai một con scanner vô cùng trâu bò. Nhưng đây sẽ là một cái ván đấu mà Lenin thật ra họ có một người chơi không vừa đường giữa với khả năng tạo đột biến rất là lớn, và với Scout cộng với lại cả quay cái cặp đôi Nocturne và Ahri được khả năng tạo được rất là nhiều thứ. Tại vì bước vào những pha tranh khi bật chiêu cuối từ Nocturne, nếu mà Ahri xuất hiện từ phía đằng sau, lượng sát thương dồn vào một con Ash, và nếu như tấn công thành công được cả siêu hô thì khiến cái đối phương không còn quá nhiều sát thương nữa, thì sẽ là một cơ hội lớn. Đây sẽ là một cơ hội cho anh phía của Lenin, họ phải làm bằng mọi giá nhắm chiến lược của đối phương. Chính nếu họ nhắm vào dạng tuyến đầu như là con Scanner hoặc là con Na thì rất là khó dành cho phía của Lenin. Còn Weibo đội hình của họ rất là căn bản mà thôi, đánh có dàn chắn tuyến đầu sát thương ở phía sau cứ gây ra cách liên tục, thì đó sẽ là cái công cụ dành cho phía của Lenin muốn dành cho phía Weibo thắng trận. Rocket thì vẫn đang đứng đợi, tổ chức bắt Kurira rất không phải là một sự lựa chọn. Rồi rõ ràng đây là Jin mà, Zika lướt qua lướt lại thôi, ta nhìn rõ ràng trong mắt Rocket con cá sấu này cứ như nó đang múa lụa xung quanh, không có bất cứ một cái gì cản Rocket được ở trong giai đoạn này cả. Một kèo thi đấu cao tơ cứng dành cho cá sấu rồi, đụng độ với lại võ tòng bên kia thì cũng hơi mệt đây, võ tòng biết ném boomerang nữa chứ, hơi khó để cho Zika có thể làm được gì trong cái khoảng thời gian này. Có chìa phản kích nhưng đối phương lại có tam hợp kiếm thì hit and run kinh quá. Và nhiệm vụ của Zika bây giờ là giữ được Rocket là được. 4-4 thật ra vẫn được dành cho LG, nhưng nhiệm vụ của Zika phải giữ được Rocket, đừng để bị solo bởi Rocket là hoàn thành. Chứ còn lại bây giờ kêu Zika đi sang mấy cánh khác hơi mệt. Bây giờ phải là Scout cũng như là Quay cần phải tìm ra được Lai hoặc ít nhất là Sahu để có thể gia tăng thêm nguồn khả năng tấn công. U Tạc Săn vừa rồi không bị đâm trúng. Scout đang đi thang máy. Hình như Tạc Săn thấy không ta? Tạc Săn thấy. Vẫn đang họ nhảy rồi. Họ nhảy liên tục. Cái tình huống di chuyển ra phía sau lưng đến từ bên phía của Lenin rồi. Nhưng thật ra góc đánh đến từ phía của Weibo bây giờ họ đánh từ khu vực đường dự đánh ra, chứ không lý do gì họ xuống khu vực đường dưới cả. Trong một khu vực của họ đã không còn, cho nên bây giờ là cái thế mà Weibo họ đang muốn kiểm soát từ khu vực đường giữa để lính trước xong với đối phương, sau đó kéo con rồng. Và con Na đã có được hai trang bị lớn di chuyển ra phút thứ 22 của ván đấu. Đây sẽ là con Na rất là khỏe và tiền đề trên phía của Weibo. Rồng đang được ăn và LNG hình như chưa có dấu hiệu là sẽ di chuyển vào khu vực này. Scout vẫn đang Scout đi ngang qua mắt và Fritz đã tập hậu. Cơ hội tấn công của LNG đang bị giảm đi ở mức độ tương đối. Sahu bắt đầu sử dụng kỹ năng của mình làm chậm quay rồng miễn phí dành cho bên phía Weibo Gaming, nhưng tạm thời nó vẫn đang hơi tốn thời gian tí xíu. Cái giá phải trả của họ từ bây giờ đang là thời gian, liệu có một đúng mở. Họ đang nhường, Sahu mất xoáy rồi. Họ đang nhường cho Zika thôi, rồi mọi thứ đang dồn người đối phương tích là nhiều thứ, là đằng khác khang đã phải nằm xuống. Gala đang bị tiếp cận bởi Hybrid và Brit đã sẵn sàng chưa, quăng cục đá tốc bay lên đánh được ngoài thông đổ, tiếc là nó vào cái vị trí đứng của Brit và Brit không bị dính W, tắt đèn được bật lên để che tầm nhìn. Trụ đã có cho Zika và lướt vào tấn công đối phương rồi không trúng. Scout bắt đầu cầu đi cầu về chứ nó không thật sự chuẩn xác lắm. Hit bắn cuối cùng của Gala và tài chiếc điểm đơn phương phía bên này. Scout đang phải chạy, Brit là người tìm kiếm và cùng chăng Brit đang hit and run. Hai hit nữa mới đủ nhưng trụ nó đã quá gần cho nên hơi khó. Trụ đã có cho LNG và họ đang cần phải lùi về. Tạc Săn lướt tới lái xe tăng cướp bóng, tấn công liên tục người qua bay tóc đứng lên gom được quay về. Đó là cú dịch chuyển đến Zika nhưng con cá sấu đã tới hơi muộn. Liên quan thịt cá sấu có thể sẽ có nhà, nhưng Zika vẫn đang bơi vô cùng khỏe. Ta đang tìm kiếm hai thành viên của đối phương, ta đang vô cùng khỏe nhưng được hay không đây, tóc biến lên tìm kiếm được mà cùng đã có được cái trang bị cần để có thể gia tăng thêm lượng giáp ảo đang bị cố định lại là Tạc Săn. Tạc Săn đang cố gắng ôm thành viên nhưng không còn cơ hội nữa. 4-1 và LNG là đội thắng trong thủ giao tranh vừa rồi. Một pha tranh mà Lenin họ đáp trả là một cách cực kỳ thành công cho việc là siêu hưu cũng là cả Red đã quá dễ tốc biến tình huống vừa rồi. Đó là pha đi tốc biến của anh ta dùng lên phía trên, dứt điểm được thành công. Gala sẽ là pha thắng lợi hoàn toàn dành cho anh phía của Lenin, dành phía Weibo. Nhưng cái vấn đề quan trọng là anh ta lại muốn giữ tốc biến tình huống tiếp theo.
Và bây giờ thì là thất bại rất là lớn từ Weibo trong cái pha tranh mà họ không nên diễn ra. Họ đã không còn cái kỹ năng quan trọng nhất là cái lệnh sấm âm, nhưng họ vẫn cố gắng hướng trong tình huống đó. Và rõ ràng cái lượng sát thương như trị của Lai trong tình huống vừa rồi cũng đã bị thiếu đi khi mà anh ta đã bốc hơi tương đối sớm. Thật ra đó là cái tình huống mà Weibo họ ăn rồng xong từ rất là xa. Bạn hãy nhìn đây, góc và cú xoáy bị khắc chế hoàn toàn từ Seo Ho. Nhưng sau đó họ dứt điểm được hang nha, một cái góc tấn công rất là đẹp đến từ Weibo. 4 người tấn công vào 1 người, họ mất đi là 2 chữ cuối từ Lai thêm Kayla Crip. Nhưng sau đây đối phương đã mất tốc biến rồi, tại sao Brett lại không tốc biến lên dùng cho mình cú chiêu cuối cộng với là cả cú làm choáng, để rồi sau đó thì anh ta chuyển xì đó là dạng Natini. Gala đã mất tốc biến tình huống đó để có cơ hội dứt điểm đến từ Brett, nhưng anh ta lại không muốn để nó phương tình huống đó. Và cái giá phải trả đây là pha mà họ đã quá tham truy đuổi. Họ truy đuổi khu vực đường dưới vào Scout. Scout dùng cho mình dịch chuyển lại khu vực đường giữa. Họ nghĩ rằng Kraton này yếu, nhưng không, đây là Kraton với dạng thần cá sấu đứng giữa 4 người của đối phương và có trang bị thứ hai trên người rồi, đó chính là móng vuốt Sterak. Mà sau đó là một pha mà cứ từng người của Weibo ở lại và bị nằm xuống mà thôi. Hóa thân liền, ban đầu là một con cá sấu nhưng bỗng nhiên bật rờ cái là thành ông năm chèo ngay lập tức. Và với tình huống gây sát thương vừa rồi của Zika thì anh ta xứng đáng với ông bạn hạ gục. Hết tiếc là nó không nhiều hơn, bởi vì có thêm một vài thành viên nhảy vào để hỗ trợ thêm và lượng sát thương trong tình huống đó. Nhưng rõ ràng Zika đã nói rằng tàn nhưng không phế. Và một con cá sấu đã phát triển một nguồn sát thương vừa đủ để chuẩn bị cho một tình huống trong giai đoạn tiếp theo của ván đấu. Chất tướng một con đó đại băng tiện trúng vào người của hàng mọi thứ để dùng người của hàng liệu. Có lệnh sấm âm tắt đèn được combo vào bộ thứ đang vô và người của Lai. Lai không bị dính ông gió, sơ cấu tự thần được mở ra. Lai đang cố gắng hít lên, anh ta bắn qua bắn lại, anh ta bắn cả đồng đội. Khuyết là mục tiêu tiếp theo được chọn, pha gom được hai người, nhưng Sahu đã tới, anh ta không còn sấy cầu. Quay quay liệu có nằm xuống, quay quay đã nằm xuống, nhưng Zika đã tới. Zika tới đang bị hút vào tường, Zika bị trúng bắn dây tao đang quá khỏe. Brit đang di chuyển tới để sẵn sàng cho đúng hit and run, chứ để không Sahu đang tới đặt quả cầu hóa được trở thành thần cá sấu. Và Zika đang cần một lượng tốc biến ma thuật đến từ hàng. Và Scout còn một lần lướt 12-8 cho LNG. Liệu có phải trả giá hay không? Đây tốc biến không cần tới, chỉ việc nhảy là xong. Brit không bị cố định, Brit quăng cục đá, nhưng Brit quyết định không lụm đá và anh ta lùi về được. LNG vẫn thắng. Họ thắng cho một pha tranh mà đối phương là người chủ động với tình huống vừa rồi. Kia Weibo họ nghĩ rằng tấn công vào con rêu là ok, nhưng đó là góc nhìn chung là không được thế nào. Và hãy nhìn sức mạnh của họ nằm ở con Na, nhưng con Na vẫn đang ở khu vực đường dưới, trong khi đó đây là 4 người từ Lenin với con Raten chưa tới. Nhưng mà vẫn phải nói là Ari và thêm cả Norton đã tìm kiếm được mục tiêu quan trọng, đó chính là con Ash. Con Ash bắn không được vào ai cả, nó bắn vào con Norton tiếp cận vào, rất là khỏe từ Norton, rất là khỏe đến từ phía của Scout. Mặc dù Weiwei bị hạ gục, nhưng cái lượng sát thương đến từ Gala bổ sung vào dưới sự hỗ trợ của Scout là vẫn rất là nhiều. Một pha tranh thắng lợi hoàn toàn từ phía của Lenin khi họ chỉ mất một người mà thôi. Và Danny chửi hết nổi luôn. Chúng ta nhớ là ở trong lần trước đó Danny đã có rất nhiều những lời bức xúc dành cho bản thân của mình khi mỗi camera lia tới anh ta. Nhưng rõ ràng trong tình huống giao tranh vừa rồi thì Danny cạn lời, không còn biết gì để thể nổi được cả. Bởi vì phía bên kia LNG giao tranh tốt quá, đặc biệt hơn hết chúng ta nhìn sẽ ui Scout khỏe thế chứ. 404 KDA, có súng lục lưu đình nữa chứ. Một hồ ly xài súng và nó giúp cho bên phía LNG trong giai đoạn tại lượng sát thương đầu ra của họ đang quá chất lượng, bất chấp cho câu chuyện là Gala vẫn chưa có được những cái từng trang bị của một Jin có thể gây được những lượng sát thương. Cái khó đến từ phía Weibo bây giờ chính là dàn tuyến đầu của họ bị bỏ qua hoàn toàn. Mặc dù tuyến đầu của họ rất là khỏe là con Scanner 2 trang bị, nhưng mạnh hơn trang bị thứ 3 là con Na với 2 trang bị rưỡi. Nhưng rõ ràng thì Ari và Norton bạn không quan tâm dàn tuyến đầu của đối phương làm cái gì cả, khi mà cứ tiếp cận ra dàn tuyến sau của đối phương mà thôi. Đối phương quýnh một đội hình đó là 3 dàn trắng, 2 sát thương. Và với phía Scout quay từ nãy giờ công việc của họ làm rất là tốt cho cái việc là cứ băng thẳng ra dàn sau của đối phương và dứt điểm được dàn sau của đối phương. Khi mà Seo-ho hết xoáy, Seo-ho gần như không còn quá nhiều những tác dụng đến pha tranh. Trong khi đó thì Lai, một cái ván đấu rất khó khăn bản thân của anh ta để được chơi game trước con Ariel Norton thế này. Một ván đấu đang thật sự khá căng thẳng và có lẽ như Weibo Gaming sẽ cần phải tìm ra một phương án nào đấy. Nhưng sự chủ động đến từ LNG vẫn có. Scout kỳ này đi ngang lượng tầm nhìn, ta biết không ta, anh ta có máy quét mà, cho nên quét cái là xong, giải quyết được lượng tầm nhìn xong thì họ sẽ có thể dễ dàng để có thể đánh vào khu vực hang rồng. Nhưng rõ ràng Weibo Gaming nhiệm vụ của họ đang ui họ muốn on in rồi, đám họ muốn on in đám vẫn được. Thật ra đây là cái góc rất là đẹp, tại vì đối phương chưa có tầm nhìn sẽ rất là khó cho anh Phước Lenin di chuyển ra và tiếp cận nó phía đằng sau với Doctor thêm cây là Ari. Và đây là góc họ ăn rất là nhanh nha, ăn khá nhanh nha. Ăn được, quan trọng bây giờ tắt đèn được có đánh được hay không này. Hang vẫn đang cố định lại, Crip đang là người mất rất nhiều máu và ta định tấn công liên tục. Một pha nhảy vào hỗ trợ, lượng sát thương đến từ Weiwei đặt ra bị tấn công. Scout đang lựa góc nhưng không còn góc được có thể đánh được cả. Và Weibo Gaming có bao đồng nghĩa việc họ sẽ kéo dài được ván thi đấu này. Pha kêu gọi rất là hay đến từ phía của Weibo khi họ nhận ra vấn đề rằng đã là 3 đồng đến từ họ rồi. Đối phương sẽ phải di chuyển ra khu vực hang rồng để kiểm soát khu vực hang rồng và không có tầm nhìn ở hang Baron. Và ngay lập tức Weibo di chuyển với đó là 3 người chủ lực của họ ra khu vực hang Baron tấn công ngay lập tức. Và bên phía bên kia không kịp phản ứng đến từ bên phía của Lenin. Và Baron dành cho phía của Weibo, họ sẽ câu thêm thời gian và đối phương kia mới là một rồng mà thôi. Rồng đầu tiên là Lenin.
có rồng đầu tiên, ít nhất là họ ngăn được cái mạch linh hồn rồng đến từ bên phía Weibo Gaming. Nhưng rõ ràng Weibo Gaming đang có một lợi thế vô cùng lớn, họ đang có 3 con rồng trước đó và quan trọng Gala, là Gala. Không sao, không ai cả. Và quan trọng hơn hết là cái họ cần là Baron cũng đã có. Nó giúp cho cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian vừa đủ cho Weibo Gaming tiếp tục nâng cấp thêm về lượng trang bị. Chúng ta có thể nhìn vào những gì mà Sahu đang có, anh ta đã có được gầy quá khổ. Và bởi vì từ nãy giờ anh ta bị nhắm tới nhiều quá và cái trưởng nó không đủ để cung cấp cho anh ta, bắt buộc phải có thêm giáp tay sắc cơ. Từ đó thì lượng kinh tế của Sahu đầu tư vào giáp tay sắc cơ khá nhiều, cho nên vẫn chưa có được ít nhất là thêm cây gậy quá khổ thứ hai. Điều này cản một phần nào đó nguồn sức mạnh đó từ Sahu. Nhưng nếu như ván thi đấu này nó kéo dài cỡ này thì rõ ràng một hồi Sahu có được những lượng trang bị nó thuần về sát thương nhiều hơn nữa thì lúc đó LNG sẽ gặp khó. Ít nhất với Bulldog họ đang làm tốt khi mà khởi đầu họ bỏ ra mình rồng thứ ba thứ tư của ván đấu, họ lựa chuyển không vừa lên trên, có cho mình nó trụ hai không vừa lên trên. Ván đấu đang có lượng tiền chênh lệch không phải là quá lớn 30 này, nhưng bây giờ thì Liên Liên đang muốn tấn công lại ở khu vực đường giữa. Đối phương vẫn đang cầm bùa lại Baron và đẩy khu vực cánh dưới đúng như đội hình này, đeo hình đánh 1-4 với tình phía của Weibo. Họ cho con Scepter trong khu vực rừng bùa xanh của đối phương để di chuyển ra hai khu vực đường giữa và đường dưới để phần đó đảm bảo sự an toàn cho cả hai bên. Và bây giờ thì Scepter đang muốn đảm bảo xuống khu vực đường dưới với cả 5 người của Weibo, họ muốn tấn công trụ hai khu vực đường dưới. Được, tôi nghĩ là được. Với hai cái sẻ tay dài, ba cái sẻ tay dài thì không có vấn đề lớn cho phía Weibo Gaming, họ sẽ có được công trình thứ hai đường dưới mà thôi. Quan trọng hết là có được thêm hay không. Tôi cảm giác là nó sẽ hơi tham đấy chứ, họ cứ tiếp tục dồn thêm, dù gì mà nói thì khống chế của đối phương cũng nhiều. Hai con xe luôn mà. Hai con xe. Nhưng thời gian có lẽ như vẫn sẽ hơi khó để cho bên phía Weibo Gaming nghĩ tới câu chuyện công trình với hai con xe này. Cái họ cần phải là thêm một đợt lính vào nữa thì lúc đó mới có thể nghĩ tới cái trụ thứ ba ở khu vực đường dưới này. Rit đang cản, Rit quá khỏe đã bắn tiễn trúng người của Hang. Hang đang đứng im tại chỗ, đứng im rất lâu. Zika đứng để gọi là sát cánh cùng với đồng đội của mình. Nếu như có họa thì cùng gọi là cùng chia với nhau. Còn trong khi đó thì ở ngay khu vực này thôi. Một khoảng thời gian cũng đã có và nó đã đủ để giúp cho phía Weibo Gaming nghĩ tới cái trụ thứ ba khu vực đường dưới. Đợt lính tiếp theo cũng đã bắt đầu dây dưa ngay khu vực nhà lính rồi. Cơ hội tấn công của NG đang bị giảm đi rất nhiều. Và tôi đang thấy Hang đã bọc một vòng rất hết xa. Hết đà khổng lồ. Anh ta vòng từ công viên gia đình xuống tới hồ Tây rồi, bây giờ anh ta đang chờ đợi cơ hội để có một tình huống giao tranh sẽ có được mở ra. Và đây là một con Nati này, một pha nhảy vào tấn công. Người đang bị gom không phải chính là Hang đang bị zone ra. Phía bên này Scout đang nhắm được một thành viên, nhưng thành viên nó quá khỏe đó là Brit vẫn đang bơi, một pha nhảy vào đối Hang nhưng không đủ sức mạnh. Và Lai vẫn đang tiếp tục bắn double kill, đã có triple kill, đã có cho chú Lai. Và lại một lần nữa một pha vòng hồ Tây hơi xa đối thời Hang, nó khiến cho bên phía LNG không có cách nào giao tranh thắng được cả. Và Weibo Gaming họ có ván thi đấu đầu tiên đẩy thẳng vào khu vực đường dưới với cả 5 người còn sống sót. Một người chuyển về nhà đó chính là Brett. Lượng máu của anh ta sẽ được hồi lại, dịch chuyển ta sẽ được dùng với tình huống vừa rồi. Bây giờ tấn công vào, thôi đi rồi. Gala tầm này cầm con Zin rồi bắn một con Scepter thì chừng nào mới xong. Ván đầu tiên đã có chiến thắng cho Weibo, rất là bất ngờ với chiến thuật của họ mang ra. Quan trọng là cách họ phản công, cách họ có được con Baron. Chỉ tiếc ở điều là họ không có được linh hồn rồng. Nhưng rõ ràng Weibo Gaming chiến thắng một cách vô cùng xứng đáng. Và những thưởng giao tranh của họ đồng ý là trong khoảng thời gian đầu và giữa ván đấu, bên phía của LNG đã có được một vài điểm số nhất định, những điểm cộng rất đáng để khen. Nhưng rõ ràng Weibo Gaming là đội phản công tốt hơn và họ đã mang lại được chiến thắng. Và phải nói rằng bên phía của Weibo Gaming đã làm rất tốt cho cái việc là họ hạn chế tối đa nguồn sức mạnh đến từ con Raten. Khi mà khởi đầu những cái tình huống mà Scepter có khả năng di chuyển lên để có thể ăn cho mình cái vòng rừng, như anh ta sẵn sàng đứng 3 người ra chặn đường hoàn toàn đến từ con Raten và rất là khó dành cho bên phía của Linen để có thể phòng ngự lại. Và Weibo Gaming đã bắt đầu đưa LNG vào trong một tư thế khó. LNG bước tới cặp trận đấu này với tư cách là đội 3-0.